Bên dưới máy giặt có một cơ quan nhỏ, vệ sinh sạch sẽ quần áo sẽ sạch và thơm hơn. Khi vệ sinh máy giặt, nếu bạn bỏ qua bộ phận này thì quần áo giặt xong vẫn không thể sạch, thậm chí còn làm tốn nước, tốn điện hơn. Chỉ với 3 nguyên liệu rẻ tiền trong nhà bếp, lồng máy giặt sạch bong cực đơn giản. Cách vệ sinh máy giặt không cần tháo lồng, 4 bước đơn giản loại sạch cặn bẩn, vi khuẩn, ai cũng làm được. Nói đến việc vệ sinh máy giặt, phần lớn mọi người chỉ nghĩ đến vệ sinh lồng giặt bên trong. Tuy nhiên, ngoài lồng giặt còn có một số nơi ẩn chứa cặn bẩn, vi khuẩn nhưng chúng thường bị bỏ qua. Một khi máy giặt hoạt động, vi khuẩn và cặn bẩn có thể bị đẩy lại bên trong lồng giặt khiến quần áo giặt không sạch. Phía dưới góc phải hoặc góc trái của máy giặt thường có cửa xả nước thải nhưng lại bị nhiều người bỏ qua khi vệ sinh máy giặt. Nếu không được vệ sinh sạch sẽ, hàng triệu vi khuẩn sẽ tích tụ lại bên trong máy giặt khiến quần áo không sạch, bám đầy vi khuẩn và cặn bẩn. Từ đó có thể gây ra các bệnh về da, ảnh hưởng tới sức khỏe. Muốn vệ sinh cửa xả nước thải, bạn dùng vật nhọn cẩn thận mở nắp cửa xả nước ra. Ở bên trong bạn sẽ thấy một ống nước thải nhỏ. Trên đó có lấy, chỉ cần nhấn vào đó là nước bẩn sẽ chảy ra ngoài. Lúc này bạn hãy lấy một chiếc cốc hoặc đồ vật gì đó để hứng nước, tránh làm bẩn sàn nhà. Tùy vào việc bạn có làm việc này thường xuyên hay không mà màu sắc và mùi của nước thải chảy ra khác nhau. Nếu như thấy bụi bẩn tích tụ thì bạn dùng bàn chải đánh răng cũ để cọ rửa, lau chùi sẽ giúp sạch sẽ hơn. Mỗi tháng bạn nên vệ sinh cửa xả nước thải mỗi tháng một lần, có thể nâng cao hiệu quả giặt giũ và kéo dài tuổi thọ của máy giặt. Ngoài cơ quan này, khi vệ sinh máy giặt bạn cũng lưu ý vệ sinh sạch sẽ các bộ phận khác nữa. Lớp cao su ở cửa máy giặt, vị trí này cũng thường bị bỏ qua khi vệ sinh máy giặt. Khi vạch lớp cao su ở cửa máy giặt ra, bạn sẽ thấy có một lớp cặn bẩn và khá nhầy nhụa. Đây là vị trí thường xuyên bị đóng nước lại nên luôn ẩm ướt, dễ sinh sôi vi khuẩn, làm bẩn máy giặt và tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe con người. Bạn pha bột giặt với nước ấm theo tỷ lệ 1:1 hoặc pha giấm trắng với baking soda, thoa dung dịch này lên bề mặt gioăng cao su. Sau đó đợi 15 đến 20 phút thì lau chùi thật kỹ để loại bỏ bụi bẩn hoặc rêu mốc bám vào gioăng cao su. Cuối cùng dùng khăn sạch lau lại là được. Bộ lọc cặn máy giặt, bộ phận này có chức năng ngăn các chất bẩn và sơ vải trôi vào ống xả gây tắc nghẽn nước. Lâu ngày không được vệ sinh sẽ khiến quần áo giặt không thơm, thậm chí có mùi khó chịu và đôi khi dính những mụn vải li ti, gây ngứa ngáy, kích ứng da. Vì vậy, việc làm sạch bộ lọc cặn máy giặt thường xuyên là điều cần thiết. Với bộ phận này bạn chỉ cần tháo ra, dùng bàn chải đánh răng cũ cọ rửa sạch sẽ trước khi lắp lại là được. Ngăn đựng bột giặt, vị trí này cũng là nơi vi khuẩn dễ sinh sôi nên cần làm sạch thường xuyên. Bạn chỉ cần tháo ngăn đựng bột giặt ra và cọ rửa như bình thường là được. Nếu như cặn bột giặt bám quá chặt, bạn hãy hòa tan một ít nước tẩy với nước rồi ngâm hộp đựng bột giặt qua đêm. Sáng hôm sau hãy vớt ra và rửa sạch lại bằng nước rửa chén hoặc bột giặt là được. Máy giặt dùng xong có cần rút phích cắm điện hay không? Chuyên gia đưa ra lời khuyên máy giặt dùng xong có cần rút phích cắm điện hay không? Chuyên gia đưa ra lời khuyên. Máy giặt kêu to rung lắc mạnh khi vắt, đừng gọi thợ lãng phí tiền. Làm cách này máy chạy êm ru như mây. Máy giặt kêu to rung lắc mạnh khi vắt, đừng gọi thợ lãng phí tiền. Làm cách này máy chạy êm ru như mới. Có một công tắc ẩn trong máy giặt, cứ nhấn nút nước bẩn tự chảy hết ra ngoài. Tiết kiệm tiền triệu. Có một công tắc ẩn trong máy giặt, cứ nhấn nút nước bẩn tự chảy hết ra ngoài. Tiết kiệm tiền triệu. Cảm ơn bạn đã nghe bài viết về cách vệ sinh máy giặt đơn giản tại nhà. Những nội dung được chia sẻ trên đây hy vọng sẽ hữu ích đối với bạn nghe về bảo dưỡng máy giặt. Bạn có thể đăng ký ủng hộ kênh, chia sẻ, bình luận bên dưới và xem thêm các bài đăng của chúng tôi liên quan tiếp theo, và mong rằng sẽ giúp ích cho các bạn những thông tin bổ ích và thú vị.